Đối với những cái dòng xe mà trang bị khóa remote đó, các bạn nên lưu ý là nhớ giữ lại cái mã ID này và cái chìa đen này cho nó kỹ ha. Nhất là những cái xe mà cái bình điện á nằm trong hộc đồ đó, thì mình cần thiết là phải giữ cái chìa đen này ở bên ngoài cho kỹ vào trường hợp mà xe mình hết bình đó mà ổ khóa nó không còn hoạt động được á mà mở yên không. Rồi xin chào mọi người, thì hôm nay mình cùng nhau xem cái mẫu xe Tega. Thì trước mặt các bạn đây là cái mẫu Apex 160 phiên bản tiêu chuẩn. Thì cái dòng Apex này hôm nay cũng ra mắt cũng vài tuần nay, và cái giá bán thì như các bạn đã cập nhật á, thì cái giá hiện tại Apex nó đang có giá tăng rất là cao, như cụ thể là nó sẽ trên là gần 5 đến 10 triệu đồng so với giá đề xuất của tờ Honda. Và hôm nay clip này mình sẽ xem coi chi tiết những cái đổi mới trên Apex 160 này nó có khác gì so với 150 đối với cái bản đời trước đó không ha. Rồi mình cùng nhau xem nó một vòng Apex 160 màu xám đen phiên bản tiêu chuẩn. Thì đó là một số chi tiết của Apex 160. Thì nhìn sơ bộ tổng quan xe thì các bạn thấy về thiết kế thì nó cũng na ná giống như bản 150 này ha, không khác nhau gì nhiều. Ở phía bên về phần vỏ nhựa ở phía mình xe thì ở đây Honda họ thiết kế lại nguyên một cái miếng mũ liền khối và nhìn nó thon gọn hơn. Ở đây các bạn mất tiêu cái con ốc bắt ba ga ha, cho nên khi mà các bạn mua cái dòng Apex mới này thì mình phải đợi ba ga có mặt trên thị trường dành cho riêng mẫu 2023 này mình mới lắp được, chứ mất tiêu ngốc đây à. Đó. Một chi tiết nữa là ở đây nó sẽ có một cái con ốc để dành mở cái miếng bẩn này ra, thì mai mốt mà dành cái này là một cái điểm mà thuận lợi cho mấy anh thợ nè, và khi mà đi muốn mở kiểm tra bugi á mình chỉ cần mở này ra và mở bugi rất là dễ dàng. Đó. Điểm thứ ba nữa là về phần động cơ. Thì về phần động cơ ấy, thì cái công nghệ mà ESP mà 4 van này thì các bạn thấy thường chỉ có trên dòng SH Mod nè, SH lớn 125-150 á. Nhưng mà hiện tại Apex này đã được áp dụng công nghệ này thì nó sẽ giúp cho chiếc xe nó sẽ vận hành êm ái hơn, tăng tốc mạnh hơn nhưng mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt nha các bạn. Động cơ ESP cộng 4 van. Bên cạnh đó thì hệ thống treo của dòng Apex này cũng được Honda họ thiết kế lại thì làm cho chiếc xe nó có cái độ nhún êm hơn, lái đầm hơn nha các bạn. Cái phụ xe thì không có gì khác hết, nhưng mà mình thấy ở đây nó có một cái miếng chụp mới, nhìn thấy nó ngầu hơn cái đời trước ha. Chiếc xe mình nhìn thấy nó cao hơn nè. Ở đây cái tem Apex vẫn là tem 3D nổi lên, nhìn cũng rất là đẹp. Đối với cái phiên bản tiêu chuẩn thì chữ cái tem 160 dán ở vị trí này, nhưng mà đối với bản đặc biệt ở đây nó có chữ SP nữa nha. Thì về phiên bản thì đây là bản cái này bản đặc biệt nè, bản đặc biệt có màu xanh xám đen như cái bản đặc biệt mà 150 vậy đó bạn. Đó, bản tiêu chuẩn có xanh xám, đỏ xám và đen xám, có ABS hết luôn. Còn phiên bản 125 thì bản đặc biệt này cũng y chang như mấy đời kia thôi đó, nhưng mà nó sẽ loại bỏ một số màu như màu xám. Bản 125 chỉ còn màu xanh và màu đỏ thôi. Còn đây một cái chi tiết này mới là rất là tiện lợi đối với thiết kế lần này nè. Thì xưa nay á, Apex mình khi mà kích hoạt hệ thống khóa điện á, thì mình phải nhấn nút đề thì mới kích hoạt hệ thống được. Còn đối với bản từ 125 đời mới này, 160 đời mới này thì các bạn nhấn trực tiếp vô đây. Thì đối với bản 160 này thì cái thao tác tiện lợi hơn, các bạn chỉ cần nhấn vào nút khóa điện thì nó sẽ được kích hoạt ổ khóa luôn và chúng ta vặn khóa điện lên thôi. Nó sẽ gọn hơn cái bước là cái đời trước mình phải nhấn vào công tắc đề. Đó. Về cái giao diện mặt đồng hồ thì cũng y chang như bản 150 nha các bạn. Tiếp đến là phần cốp xe. Thì cốp xe sẽ được Honda họ thiết kế lại nó rộng hơn và mình có thể chứa được khoảng 2 cái nón bảo hiểm cùng một số vật dụng cá nhân khác. Đồng thời ở đây nó có một cái vách ngăn để chia ra làm hai cái khoang, các bạn có thể sắp xếp đồ dùng trong này rất là tiện lợi. Cốp xe này nó rộng khoảng 23,2 lít thì nó rộng hơn cái đời trước bản 150 đó khoảng là nửa lít đó các bạn. Ngoài ra thì trước đây Apex thì nó sẽ cái bình điện nằm phía trên mặt nạ, nhưng bây giờ nó được nằm ở vị trí này. Cái vị trí này thì các bạn có thể là mơ mốt mình có muốn độ chế về phần dây điện, mình có thể luồn trong này rất là dễ dàng. Đồng thời là nó sẽ giúp cho chiếc xe cái bình mình nó
ở vị trí này thì khi mà các bạn bảo dưỡng bình điện thì cũng rất là dễ, khỏi cần mở mặt nạ nè, mình chỉ cần một thao tác mình lấy cái nảy này ra thì cái bình nó nằm ở vị trí này luôn, rất là tiện lợi. Thêm đó là cái jack sạc điện thoại được tích hợp đây, nhưng mà cái đời này sẽ làm nhỏ lại nè, nó nhìn thẩm mỹ hơn đời trước, cũng có cái đèn soi biển số luôn. Về cái remote cũng không thay đổi gì nhiều, giao diện y chang như đời cũ, nhưng mà ở đây cái hệ thống khóa tìm xe và khóa chống trộm nó được tích hợp chung trên một nút luôn. Khi mà mình bấm cài chống trộm hay là bấm tìm xe thì xe mình nó đều được cài chống trộm. Cái tính năng này cũng rất là tiện lợi ha. Đối với những cái dòng xe mà trang bị khóa remote đó, các bạn nên lưu ý là nhớ giữ lại cái mã ID này và cái chìa đen này cho nó kỹ ha. Nhất là những cái xe mà cái bình điện á nằm trong hộc đồ á, thì mình cần thiết là phải giữ cái chìa đen này ở bên ngoài cho kỹ vào, trường hợp mà xe mình hết bình á mà ổ khóa nó không còn hoạt động được á, mà mở yên không được thì mình phải dùng tới cái chìa đen này nha. Ở các dòng xe khác là A-Black chỉ nằm vị trí này, Vision hay là SH Mod, SH lớn á, thì nó đều có một trang bị cho mình một cặp chìa đen này để dành mở yên khẩn cấp ở phía bên gần cái ổ khóa á, trường hợp mà xe hết bình không mở yên lên được luôn thì mình sẽ lấy chìa đen này để ra để mở yên đó, cho nên phải cất gọi ở ngoài nha các bạn. Thiết kế ống ống xả cable được vuốt nhọn lên, các bạn thấy cái ở giao diện này nhìn tới nè đó, nó cao hơn thì cái điểm này sẽ rất là phù hợp cho với những cái đoạn đường mà ngập nước á, nhất là Sài Gòn hay là ở mình đây á, Trà Vinh nhiều khi mưa lớn cũng ngập á, thì cái bô này nó cao lên rất là, mình thấy cái điểm này rất là ok nha, không có nước vô được đâu. Dè xe cũng được làm thon gọn hơn, nhìn ở sau nó gọn hơn đời kia, có cái đèn soi biển số này rất là sáng và đẹp đó. Đèn phía trước cũng trang bị hệ thống full led, nó cũng như đời trước, cũng là với tính năng tự động bật sáng thì nó sẽ giúp cho xe mình được lưu thông trên đường dễ nhận diện hơn. Đối với bản 160 thì nó sẽ có trang bị ABS ở trang bánh trước nha, cũng giống như là bản 150 này. Rồi thì đó là một số điểm mà đối với dòng 100 rồi thì đó là một số điểm của A-Black 160 này. Thì nhìn sơ bộ thì thấy máy ngon nè, tiết kiệm xăng. Thời buổi này giá xăng tăng thì cái xe nào mà tiết kiệm xăng thì xe đó là nhất nha các bạn đó. Về giá cả thì hiện tại nó đang dao động khoảng từ 67 cho đến 70 triệu đối với bản 160 phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn luôn. Còn đối với bản 125 thì nó dao động khoảng từ 46.900.000 cho đến 47.500.000. Thì giá này thì các bạn cứ tham khảo, khi nào mình có dự định xài dòng xe này cứ ghé trực tiếp hết để mình tham khảo giá xe cũng như là cái màu sắc để mình lựa chọn cho hợp lý nhất nha. Rồi thì clip mình cũng kết thúc tại đây và hẹn các bạn lại clip sau, và mình cập nhật những cái dòng xe mới trên thị trường cho bạn cùng tham khảo. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video.